Triệu Lộ Tư tự nhận mình nóng bỏng, đừng gọi là em gái ngọt ngào nữa. Được mệnh danh là thánh nữ xuyên không, em gái ngọt ngào, nhưng có vẻ như Triệu Lộ Tư không mấy hài lòng với những danh xưng này. Gần đây, Triệu Lộ Tư còn gây khó hiểu khi tự nhận mình là cô gái nóng bỏng trong một cuộc phỏng vấn về phim Thả Thí Thiên Hạ. Xuất sắc phá mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau 11 ngày lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ do Triệu Lộ Tư và Duyên Dương đóng chính đích thị là bom tấn cổ trang đáng xem nhất thời điểm hiện tại. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Tencent Video, Triệu Lộ Tư đã có những chia sẻ chân thành xoay quanh bộ phim đang chiếu và cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên. Cụ thể, Lộ Tư nhận được câu hỏi của phóng viên như sau: "Mọi người đều nói bạn là cô gái ngọt ngào, bạn nghĩ ngọt ngào là gì?" Nữ diễn viên mỉm cười và trả lời rằng cô ít khi cảm nhận được sự ngọt ngào mà mọi người nói. Lộ Tư cho biết, ở một số phân cảnh nhất định vì tính cách của nhân vật và nội dung kịch bản mà cô bắt buộc phải diễn một cách ngọt ngào. Tuy nhiên, Lộ Tư khẳng định cô ngoài đời thực không có chút ngọt ngào nào. Nữ diễn viên nghĩ khán giả nhìn cô trông tròn tròn nên sẽ có cảm giác dễ mến hơn. Lộ Tư kể thêm, chính nhân viên quản lý truyền thông của cô từng lên tiếng, mọi người đều bảo em là cô gái ngọt ngào, liền bị nữ diễn viên ngắt lời và đáp lại rằng, không, em là cô gái nóng bỏng. Sau đó, dù bị mọi người phủ nhận sự nóng bỏng của mình, nhưng Lộ Tư có vẻ rất hài lòng về câu trả lời trên. Khán giả dự đoán rằng nữ diễn viên đang muốn thay đổi hình tượng ngọt ngào bấy lâu sang trưởng thành quyến rũ hơn. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cho rằng nữ diễn viên nhắc đến từ nóng bỏng như muốn tung hình liên quan đến dự án mới. Kể từ khi lên sóng, Thả Thí Thiên Hạ do Dương Dương và Triệu Lộ Tư đóng chính được xem là bộ phim đen đuổi nhất năm bởi thường xuyên vướng vào lùm xùm không đáng có. Tuy nhiên, cũng có nhiều thông tin cho rằng Thả Thí Thiên Hạ và Dương Dương bị coi là bước đệm để nâng đỡ Triệu Lộ Tư. Thả Thí Thiên Hạ từng là một trong những tác phẩm đáng mong chờ của năm 2022. Tuy nhiên, bộ phim cấp S cộng do Tencent đầu tư phải nhận thất bại thê thảm ngay sau khi phát sóng. Nguồn tin trong ngành còn cho biết Tencent từng có ý định sử dụng Thả Thí Thiên Hạ để nâng đỡ Triệu Lộ Tư. Vì vậy, phía đoàn làm phim đã mời đỉnh lưu Dương Dương đóng vai nam chính. Ban đầu, nam diễn viên sinh năm 1991 không muốn nhận dự án này. Dù sao, anh cũng là một trong tứ đại đỉnh lưu hàng đầu Hoa ngữ. Vừa có danh tiếng, vừa có địa vị, nên không muốn làm nền cho một tiểu hòa. Tuy nhiên, hai bên đã ra các điều kiện khác nhau để đi đến thỏa thuận cuối cùng. Theo nguyên tác, Thả Thí Thiên Hạ thuộc phim Đại Nữ Chủ, ban đầu một vị biên kịch đã viết kịch bản sát với nội dung của tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, phim không thể quay như dự định, nên người này phải bán cho Tencent. Phía Tencent muốn Dương Dương tham gia, nên đồng ý sửa kịch bản. Bên cạnh việc đổi nội dung Đại Nữ Chủ thành Đại Nam Chủ, biên kịch còn thêm vào nhiều chi tiết không có trong nguyên tác. Dương Dương muốn trả nợ ân tình cho Tencent, nên đồng ý đóng cùng Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, đoàn đội của anh đã ra văn bản yêu cầu phía nữ chính không được sao tác hợp bồ dưới mọi hình thức. Trong quá trình tuyên truyền, đoàn phim liên tục chia sẻ hình ảnh tình tứ của Hắc Phong Tức và Bạch Phong Tịch. Thế nhưng, dù quảng cáo mạnh cỡ nào cũng chẳng thể cứu nổi bộ phim. Thả Thí Thiên Hạ dính liên hoàng phốt khiến khán giả mất cảm tình. Vì sửa kịch bản quá đà nên đoàn phim bị phát hiện sao chép nội dung Hạc Lệ Hoa Đình. Kết quả, phim của La Tấn vô tình nổi tiếng trở lại, nhưng tác phẩm của Tencent phải nhận mọi lời chỉ trích. Nguồn tin cũng cho biết Dương Dương không quá quan tâm đến Thả Thí Thiên Hạ, vì thế bộ phim thành hay bại cũng không gây hậu quả lớn đối với anh. Ngược lại, tác phẩm được coi là bước đệm của Triệu Lộ Tư thất bại ê chề. Đoàn phim chán không muốn tuyên truyền thêm, Tencent cũng phải đau đầu để tìm cách giải quyết những lùm xùm xung quanh. Hiện tại, Thả Thí Thiên Hạ vẫn còn một chặng đường rất dài nữa mới kết thúc. Mong rằng bộ phim sẽ vượt qua mọi sóng gió và thuận lợi phát sóng đến thời điểm cuối cùng.